Thưa quý khán giả, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố hai cấp mới đây, cử tri phường Hưng Lợi kiến nghị Hội đồng nhân dân hai cấp sớm bố trí vốn để đầu tư nâng cấp sửa chữa và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tầm Du, đoạn từ chợ Tầm Du đến rạch Bà Lễ. Vì hiện nay tuyến kè sông Cần Thơ đã hoàn thành nhưng tuyến đường giao thông sau kè thì không được triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân nơi đây. Theo phản ánh của người dân sinh sống hai bên đường Tầm Du cho biết, đoạn đường từ chợ Tầm Du đến rạch Bà Lễ thuộc khu vực 1 phường Hưng Lợi dài khoảng 1 km, đến nay vẫn chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng, nên dẫn đến tình trạng kẹt xe, đường thì lầy lội, ổ voi, ổ gà, không đảm bảo an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn, người dân tự mua gạch đá dầm giá đường để phòng tránh tai nạn giao thông, nhưng đó chỉ là mang tính tình thế thôi. Bên cạnh đó, do không có hệ thống cống thoát nước, nên nước không thoát được ra sông Cần Thơ, gây ngập nghẹt mỗi khi mưa xuống, làm ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh mua bán của người dân. Mỗi lần mà mưa là cái tuyến đường này nó ngập nghẹt, không có hệ thống thoát nước. Rồi thêm cái vấn đề là giao thông, đường thì nhỏ mà xe thì nó lưu lượng nó nhiều. Tới ngày mà học trên thủ trường thì đâm ra rồi khó khăn cho những người đưa con em đi học. Kiến nghị là giờ nhà nước trước mắt thì chưa không có giải phóng mặt bằng được thì giờ làm hệ thống thoát nước. Đó. Thứ hai là vấn đề là cho lực lượng xuống để duy trì vấn đề giao thông, để cho đường khác nó thông thoáng. Hay là có biện pháp là mình cấm giờ, để khoảng mấy giờ để học sinh người ta đi học rồi, đó hãy cho xe tải rồi vô. Theo người dân ở đây thì thấy làm như một tuyến đường mà làm phân nửa, còn phân nửa thì làm vậy thì nói chung là mất cái thẩm mỹ của con đường. Người dân cũng muốn là làm tiếp tục con đường cho nó thông như con đường mới hiện nay, đồng thời là đặt cái hệ thống thoát nước để cho nước rút. Được biết đoạn từ đường Trần Ngọc Quế đến chợ Tầm Du được đầu tư mở rộng là do nằm trong gói thầu kè sông Cần Thơ thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Đoạn còn lại từ chợ Tầm Du đến rạch Bà Lễ không nằm trong gói thầu kè sông Cần Thơ nên dự án không thi công. Do không được đầu tư nâng cấp sửa chữa đồng bộ nên đoạn còn lại xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện nay thì ngoài cái tuyến đường đã làm được thì hiện nay khu vực 1 còn lại một tuyến đường khoảng 1 km là xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đường của Tầm Du của mình là không, hai bên là không có cống thoát nước, chỉ cần một trận mưa thôi là nước sẽ ngập, việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Thì ở đây thì dân rất là mong ở trên triển khai đang làm tiếp đoạn đường còn lại. Sau khi xin ý kiến ở trên thì ở quận đã đầu tư một phần cống thoát nước từ hẻm 190 đến gạch Bà Lễ, thì nó cái giá kinh phí của nhà nước đâu cũng khoảng 400 triệu, dân đóng góp là khoảng 160 triệu. Cho nên hiện nay thì phần còn lại từ chợ Tầm Du cho đến cái điểm hẻm 190 thì hoàn toàn là không có cống thoát nước. Thì nhân dân ở đây tôi đang đề nghị là mình nên lắp đặt cống thoát nước và giảm giá đường. Dự án kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án trọng điểm làm thay đổi diện mạo đô thị sông nước của thành phố, bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như đời sống dân cư trong vùng dự án. Tuy nhiên, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đoạn giao thông sau kè và hệ thống cống thoát nước đoạn từ chợ Tầm Du đến rạch Bà Lễ vẫn chưa được thực hiện. Mong rằng Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cùng các đơn vị có liên quan sớm có kế hoạch đầu tư thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại cho đồng bộ để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi cũng như phát huy hiệu quả công trình mang lại.